Đâu rồi, chúng tôi không quan sát, không quan sát ở các vận động viên đâu, và cũng thư viện không biết cũng đang ở đâu rồi, không biết cậu Lâm có 700.000 đồng đâu mất rồi. Vâng, chúng tôi xin thông tin là ba vận động viên đã bỏ lỡ dòng cầu. Vâng, đang dưới dòng cầu và đang đưa các tung ra ngoài. Vâng, ba vận động viên đến từ Thi Mô, ba vận động viên đến từ Thi Mô. Rất khó khăn, có thể nói là rất khó khăn. Để con này chuẩn bị ở trong này. Vâng, ba vận động viên ở Vĩ Mô đâu ạ? Vâng, tôi thấy một vận động viên là cứ thấy một quanh quanh một cái cột thôi. Mà tôi cũng lại không đi được nữa là này thì không biết nào. Vâng, thưa quý vị, có thể nói là rất khó khăn cho ba vận động viên ở Vĩ Mô. Không hề dễ dàng. Chúng tôi không quan sát được ba vận động viên Thi Mô đâu rồi, và chúng tôi cũng không thấy đâu, rất khó khăn. Alo, mà chúng tôi ở sân khấu, chúng tôi đề nghị ba lượt này cũng phải đi ngủ. Vâng, xin mời ba vận động viên, tay chỉ còn có 5 phút. Tay chỉ còn có 5 phút. Ba vận động viên Thi Mô, tay chỉ còn có 5 phút. Với hai chú vịt 3.200.000 đồng. Chú vịt trước mặt anh là chú vịt 700.000 đồng. Vâng, như vậy là theo quan sát của tôi là hai vận động viên tay đang dồn chuẩn bị 700.000 đồng. Vâng. Vâng, đang đến gần rồi, đang đến gần rồi. Anh có làm gì được không? Nào. Nào. Không, không được rồi. Vâng, chúng tôi xin thông tin là bây giờ chuẩn bị 2.5 đang phần khu vực cầu đi vào. Vâng, chúng tôi thấy là một vận động viên Toàn. Vâng, anh Toàn đang rất mệt rồi. Đây thì anh nếu không được sức khỏe, đây thì anh lên bờ chở khu vực phòng VIP để sửa ấm.